Đó là một câu chuyện khi em có cảm hứng và viết ra bài hát này. Em muốn tìm một producer thực sự là hợp với bài hát, một producer chuyên nghiệp và có một cái kỹ năng đấy. Thì ban đầu em nghĩ tới Khánh và em mới có nhắn tin cho Khánh là em ơi, anh có cái demo này, em xem có gửi qua cho Khánh để Khánh nghe. Và cũng bảo là bắt đầu Khánh cũng chưa vội nhận nhận lời ngay, mà Khánh nghe nghe xong Khánh bảo anh ơi, em thấy bài này được quá, Khánh làm lại cho em một cái bản demo beat, rồi em ghép lời vào và nghe nó hay quá. Thì từ đó anh em mới quyết định là anh em mình phải kết hợp với nhau bài này rồi, và từ đó sản phẩm ra đời. Vậy thì cái quyết định để bổ sung cho bạn Huy một chút xíu, tức là ở ngay là trong thông điệp báo chí mọi người cũng đã có để ý cái chi tiết này, tức là ban đầu thì cái bản demo của cái ca khúc Sài Gòn của anh cũng được Huy sáng tác và viết, và nó tương đối là khác so với những gì mà quý vị vừa nghe. Nó đi theo một phong cách mà giới trẻ bây giờ đang rất là yêu thích, nhạc hip hop. Tuy nhiên mà khi mà bài hát này đến tay nhà sản xuất là Khánh, là KACM á, thì bạn ấy cũng trên cái kinh nghiệm rất là cá nhân cũng như là với cái kiến thức âm nhạc của bạn ấy, thì bạn ấy có tư vấn cho ekip và cho cá nhân VIA rằng là nên thay đổi bài hát này sang một cái màu sắc âm nhạc khác, nó dễ nghe hơn, nó được và nó để tiếp cận được với cả nhiều các bạn trẻ nhiều hơn. Và cái gợi ý của Khánh về một bản ballad và có tiết tấu khi mà đưa ra thì ngay lập tức là cả ekip cảm thấy là nó vô cùng là hấp dẫn. Và đấy là một cái cơ duyên mà Huy vừa kể ra cho quý vị, tức là Khánh đã có một cái công sức rất là nhiều trong cái việc mà thay đổi diện mạo của cái bài hát này từ demo cho đến một cái single chính thức. Cái câu hỏi thứ hai này chắc chắn nó cũng nằm trong một cái vấn đề về truyền thông, nhân cũng để ngồi quan sát đây thì có fan club của Khánh rất là nhiều, thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn với nhau. Tại vì những câu chuyện vừa qua thì mọi người đã quan sát và cái nó kết quả như thế nào ai cũng biết rồi. Thì khi mà chúng ta phát hành sản phẩm mới nhất ra để kết hợp với Khánh, thì thứ nhất là hiệu ứng những cái teaser gần đây nó thể hiện cái sự cái phần dislike nó cũng khá là đông, khá là nhiều. Và một cái câu chuyện thứ hai nữa là bạn tiếp tục chọn để khi ai xem đứng trước tên bạn trong cái sản phẩm lần này, thì nó đang gần như trùng, nó đi tiếp tục đi lại câu chuyện ồn mà lần trước Khánh. Thì với cá nhân bạn, với team PR của bạn thì nghĩ rằng là đây là một cái nước cờ nó sẽ được ôn ghi chú ý đó, nhưng mà nó có an toàn cho bạn hay không, là nó như thế nào? Cá nhân em khi mà đặt cái title trên bài hát ấy, thì em không nghĩ đó là một nước cờ cái gì cả, đó là một cái hành động cá nhân của em thôi. Bởi vì là em với Khánh có vai trò ngang nhau ở trong sản phẩm này, em là người viết lời, viết giai điệu và viết viết ca từ cho bài hát, thì Khánh lại là người hòa âm phối khí, người hòa âm này, rồi chọn cái nhạc cụ, rồi chọn cái style cho bài hát, xây dựng ý tưởng như anh Vũ nói. Thì nó hai người có vai trò ngang nhau và em tôn trọng điều đó, và em tôn trọng Khánh, mặc dù Khánh ít tuổi hơn em, nhưng nếu nói về nghề thì Khánh là đàn anh, và cái việc mà đặt tên Khánh ở trước tên em đó là cái hành động của cá nhân em, là em tôn trọng Khánh. Và em cũng muốn chia sẻ thêm đó là như mọi người có thấy ở trong cái teaser, giữa tên em và tên Khánh và tên em sẽ có một dấu x. Dấu x đó đó là chỉ cái sự ngang hàng nhau về vai trò ở trong bài hát, chứ không phải là từ ST và dấu chấm, viết tắt của từ featuring. Như mọi người đã thấy là có em thấy dấu x rồi. Còn một cái ý nữa mà Huy có thắc mắc là có cả FC của KICM ở đây, thì nói thật ra là trong cái buổi kế hoạch mà tổ chức cái buổi họp báo này thì chúng tôi cũng có một mời cả Khánh và cả công ty ICM nữa, và tuy nhiên là bạn ấy hiện nay thì bạn đang đi công tác ở nước ngoài, và các bạn fan của Khánh cũng đến đây để chờ đón cái sản phẩm âm nhạc của Khánh và đã sản xuất ra cho VIA. Đấy là điều mà chúng tôi vô cùng là cảm động và cảm kích với cả cái sự ủng hộ của các bạn. Tất nhiên là chúng tôi phải chào đón và cảm ơn các bạn rồi. Đấy không phải là một cái mục tiêu gì PR, hay là chúng tôi cũng không thể nào cướp được cái tình cảm của các bạn ấy từ từ Khánh để yêu thích PR được cả, nếu mà như các bạn ấy không thực sự là yêu mến sản phẩm âm nhạc này. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Cảm ơn.
tham lam chút xíu câu hỏi cuối cùng thôi, đó là về về nó hẳn về bài âm nhạc, nói về những câu chuyện xung quanh âm nhạc thì so với lại Anh Thanh Niên và M52 á thì các cô gái bé năm hai thì cái khúc này em nghe có thích là nó mang tính tác giả và nó sướng về tác giả nhiều và nó sẽ hơi khó đại chúng, tại vì cái cách phối nó một là nó hơi trong một chút hot 90, nó có một phần trap và nó cũng không phải là dạng ballad trầm buồn mà nó đang hot thì hiện nay, nó là một cái pha trộn mà nghe rất là đã tai đối với người sản xuất. Thì đối với lần này mình đã mùa 1 là 5 tiếng, 2 là muốn tạo một sản phẩm hơi khác biệt đã cho mình, nhưng mà về cái mặt thịnh hành thì mình sẽ không thấy nó không có được dễ như hai tác phẩm trước. Thì bạn nghĩ như thế nào về cái chiến lược âm nhạc của mình lần này khi mà 5 tiếng? Chờ kết quả thôi. Em thì cũng, em nghĩ là cứ chờ kết quả thôi, bởi vì em làm nhạc từ trước tới giờ nó theo cảm tính là nhiều, bởi vì những cái ý tưởng nó đến với em bất chợt lắm, em làm tùy hứng. Và thực sự là trong cái thời gian này thì em thấy Sài Gòn của anh là hay nhất. Em không thấy trong những cái demo, trong những bài hát của em đã biết là nó hợp với cái tâm trạng em lúc này, thì việc phát hành Sài Gòn của anh là điều em mong muốn trong cái thời gian này. Thực ra cũng phải nói thêm với cả mọi người rằng là trong cái kho demo mà Huy A chuẩn bị á, mà bạn ấy đã sáng tác được thì có khá là nhiều và có rất là nhiều những cái sự lựa chọn mà tôi cho rằng mọi người sẽ nghĩ rằng đó là sự lựa chọn an toàn, ví dụ như bài Ricky nó đang được mọi người yêu thích, ví dụ như là Anh Thanh Niên. Nhưng mà nếu mà bây giờ đưa bài hát đấy ra thì chắc chắn lại sẽ có một câu hỏi rằng lại làm một cái như thế à, không có cái gì mới à, bây giờ làm một cái mới thì mọi người bảo sao không làm như thế. Thôi tốt nhất không quan tâm đến nhiều những cái ý kiến bên ngoài, hãy lựa chọn một cách cảm tính mà rằng mình thấy rằng bài hát này nó hợp với mình thời điểm này nhất, hay nhất, và quan trọng nhất mình tôn trọng ý kiến của nhà sản xuất. Và đây cũng là một trong những cái tư vấn của Khánh ASEAN, bạn ấy cũng tư vấn rằng là nên có một cái sự thay đổi về mặt âm nhạc và chúng tôi tôn trọng điều đấy. Còn nếu mà bạn yêu thích reggae với bài hát Anh Thanh Niên thì bạn hãy chờ sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn Quang Huy. Với một nghệ sĩ đang trong thời điểm đang nhạy cảm về mặt truyền thông, tích cực lẫn tiêu cực, và bản Huy A nghĩ rằng là nếu sản phẩm này mình thắng, người ta sẽ nói rằng là nhờ một người nổi tiếng đứng trước tên của bạn. Nếu sản phẩm này thua so với những cái hai sản phẩm trước thì người ta lại đổ lỗi là chắc là sự tiêu cực của người ta ảnh hưởng tới mình. Bản thân Huy A nghĩ như thế nào về chuyện này? Thực ra thì cũng muốn chia sẻ mọi người một chút xíu là bởi vì chúng tôi còn ở trên này còn có hai bạn nhân vật nữa. Như vậy là tôi với vai trò một host cũng như là một cái người mà phụ trách phát ngôn cho cả VR và Google Entertainment thì tôi cũng có một cái đề xuất rằng là chúng ta sẽ điều phối những cái câu hỏi một chút xíu ha. Tức là những cái câu hỏi nào về Khánh hay là về những cái thông tin bên lề thì chúng tôi sẽ gộp nó lại để trả lời một lượt. Và còn những cái câu hỏi khác nữa, mọi người quan tâm về những khía cạnh khác của bài hát hoặc là về MV thì chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời. Bây giờ thì tôi ghi nhận câu hỏi đấy, và nếu ai còn một câu hỏi nào đấy về Khánh xin hỏi tiếp một lần nữa, rồi chúng ta sẽ đọc cái câu chuyện này lại tại đây để tiếp tục vào những vấn đề khác. Vâng, xin mời. Như là Diệu Minh không ạ? À, xin mời Diệu Minh. Đây. Sẵn luôn một câu hỏi nốt về Khánh là mặc dù là Huy có chia sẻ rằng là đối với em thì vai trò của hai người là ngang nhau, thành ra là cái chuyện để tên của Khánh trước tên của em đó là ý đồ cá nhân em. Nhưng mà nguyên tắc tất nhiên là luật bất thành văn thôi, thì người ta vẫn sẽ trong một cái sản phẩm thì bao giờ người ta cũng tôn vinh cái yếu tố ca sĩ trước, rồi xong rồi có thể là đến nhạc sĩ và đến producer. Mặc dù là tất nhiên trong công việc chuyên môn á, thì nó sẽ tùy từng cái sản phẩm và vai trò đóng góp của mỗi người, thì chỉ có ekip đó thì mới hiểu rõ nhất thôi. Nhưng mà đó, thường thì nguyên tắc người ta như vậy, thì em nghĩ như thế nào? Và với Khánh thì hiện nay á, nó cũng có hai cái luồng ý kiến đó. Và ví dụ như là cái MV mới nhất của Quang Đông thì là cái MV có lượng dislike nhiều nhất hiện nay, thì Huy có sợ ảnh hưởng ở cái khía cạnh đó hay không? Câu hỏi cũng hai câu hỏi là tương đối là bao quát hết các vấn đề mà mọi người quan tâm về cái sản phẩm, về cái sự hợp tác và cái tên của cây ASEAN rồi đúng không ạ? Chắc là hết rồi đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ Huy sẽ trả lời một lượt
để chúng ta sẽ đóng gói lại cái mảng đề tài về KICM. Nào, đầu tiên câu hỏi của anh kia là nếu em có sợ là nó, tức là ý kiến đa chiều, nếu như là cái sản phẩm nó thành công thì người ta nghĩ rằng là do thành công của Khánh, nếu nó không thành công thì lại cũng là tại Khánh không? Hay là gì gì đó, rất là nhiều vấn đề của đối với cả dư luận. Thực ra thì tới giờ phút này khi mà ngồi ở đây tại buổi họp báo này, em vẫn chưa nghĩ được đến nhiều đến thế. Bởi vì khi làm ca khúc ra và quyết định hợp tác với Khánh ấy, em chỉ có một cái mong muốn, đó là làm bài hát mình thật hay, làm một cái bản phối nghe em thật đỉnh. Và cái sự mong muốn đấy nó đè bẹp đi những cái nỗi sợ. Bởi vì ngay cả đến bây giờ em cũng không biết là em có sợ hay không nữa, hay là nghe đến một bản nhạc hay, nghe đến sản phẩm của mình nó ok, nó đỉnh quá rồi thì mình lại không biết sợ nữa. Nhưng mà có thể là nếu có cơ hội và trong tương lai em cảm thấy sợ thì em sẽ trả lời câu hỏi này. Còn câu hỏi của chị Dương Minh. Chị Dương Minh có hỏi em là, chị Dương Minh có thể nhắc lại câu hỏi cho em được không ạ? Dạ vâng, cái nguyên tắc đặt tên phải không ạ? Thì em, dạ vâng, em có nói vừa rồi, đó là nếu như anh chị có để ý những cái sản phẩm âm nhạc của producer nước ngoài thì nếu producer là một người chủ đạo sản xuất một cái sản phẩm âm nhạc đó thì sau tên anh ta sẽ có một nghệ sĩ khách mời và ngăn cách bởi đó là một cái chữ victory, được viết tắt là chữ victory. Và em với Khánh làm việc với vai trò ngang nhau, nên bọn em để tự chữ x là tự trưng cho từ duet. Và cái việc khi mà mọi người nhìn thấy dấu x rồi thì mọi người sẽ ngầm hiểu đó là vai trò của em hay vai trò của Khánh đều như nhau cả, không ai lớn không ai nhỏ. Cái vấn đề em đặt tên Khánh lên trước đó là một sự tôn trọng cho một cái người đàn anh trong nghề, mặc dù độ tuổi của Khánh nhỏ hơn em nhưng là một người đàn anh trong nghề, một người có chuyên môn hơn em, thì em tôn trọng điều đó và em để tên trên bài hát, để tên nghệ sĩ theo thứ tự như vậy. Thế là đứng trên cương vị của nhà sản xuất thì chúng tôi cũng lo lắng về cái vấn đề này rất là nhiều. Khi mà đưa ra một cái ý tưởng nào đấy thì hoặc là một cái quyết định nào đấy thì chúng tôi cũng phải nghĩ đến hai luồng ý kiến. Và đầu tiên thì chúng tôi phải tôn trọng ý kiến của chính chủ của bài hát là VR. Sau đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là tất cả những cái ý kiến của Huy đưa ra nó đều rất là hợp lý. Đây, bạn ấy cũng xác định đây là một sản phẩm rất cá nhân, thì tất cả những cái quyết định mang yếu tố cá nhân và tình cảm cá nhân thì chúng tôi tôn trọng. Và cái điều thứ hai nữa là cũng giống như chị Diễm Minh nói rằng là cái vai trò đóng góp của Khánh, của KICM như thế nào trong sản phẩm này thì chỉ có những người làm trong team của chúng tôi mới biết rõ là anh ấy đã đóng góp nhiều như thế nào. Thực ra thì nói gì thì nói là cái ý tưởng về sản phẩm âm nhạc này và cái ý đồ cũng như là tất cả những cái ý tưởng âm nhạc và những cái việc xây dựng lại một cái sản phẩm cho Huy nó chỉn chu hơn, nó có một cái khúc thức và nó rất là catchy, rất là bắt tai, là cái công lớn của Khánh. Và tất nhiên giống như Huy nói, Khánh là người đi trước và tất nhiên bạn ấy cũng là nổi tiếng đó, rất rất nổi tiếng. Do vậy là chúng tôi thấy rằng cái việc mà bạn ấy đứng trước tên Khánh một chút, trên tên của Huy một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vấn đề cả. Có lẽ là tại vì gần đây dư luận cứ nghĩ về nhiều về chuyện đấy thì mọi người đặt nặng thôi, chứ còn đối với chúng tôi thì nó tất cả những câu chuyện này nó rất là đơn giản, nó được giải quyết giữa công ty với công ty, hai bên đều cũng cảm thấy rất là thoải mái với những từng quyết định của nhau. Và chúng tôi thấy rằng là sản phẩm rất là hấp dẫn và xứng đáng để đưa nó đến với tất cả quý vị khán giả rất là sớm. Mọi người biết không, cái sản phẩm này thực hiện có ngay từ sau Tết đúng không? Ngày 15 Tết mình mới thu đúng không? 11 Tết thu, 11 Tết. Và làm vô cùng là nhanh chóng và rất là hiệu quả. Và thậm chí là Khánh vô cùng là ủng hộ và support cho Huy ra được một cái sản phẩm âm nhạc thật là nhanh chóng để có thể thành công. Tiếp nối với cả cái anh thanh niên, bạn ấy cũng rất là vui. Tôi phải nói thật với tất cả quý vị rằng là không phải ai cũng có thể làm việc được với Khánh trong thời điểm này. Và chúng tôi đã có một cái cơ hội và có một cái cơ duyên như thế.
thì ít nhất chúng tôi tôn trọng cái mối cơ duyên này. Cảm ơn tất cả các anh chị. Bây giờ mọi người dành câu hỏi cho Huy đi, tội nghiệp tôi quá.